Chú bé mang pyjama sọc là một bộ phim bi kịch lịch sử năm 2008, lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai. Bộ phim về cuộc thảm sát Holocaust tái hiện lại sự kinh hoàng của một trại hủy diệt qua con mắt trẻ thơ của hai cậu bé 8 tuổi, Bruno, con trai của một người lính Đức quốc xã, và Samuel, một tù nhân Do Thái. Bruno là một cậu bé 8 tuổi sống ở Berlin thuộc Đức quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Cha cậu cũng là một người lính cấp cao của Đức quốc xã. Ông luôn là niềm tự hào đối với hai đứa con của mình. Một hôm, ông báo tin mình được thăng chức và phải chuyển công tác về một vùng nông thôn sinh sống. Thế nên cả gia đình nếu muốn tiếp tục ở cùng nhau thì những người còn lại cũng sẽ phải đi theo ông. Nhưng thực chất nơi họ đến lại là Ba Lan, đất nước đang bị Đức quốc xã và Liên Xô chiếm đóng. Trước khi đi, ông đã tổ chức một buổi tiệc chia tay thân mật. Nhờ vậy, Bruno cũng có cơ hội được chơi cùng các bạn lần cuối. Tới nơi ở mới, Bruno được sống trong ngôi nhà sang trọng, bề thế đầy đủ tiện nghi. Đối với người lớn thì ở đâu có tiền cũng đều là thiên đường. Nhưng với Bruno thì lại khác. Ngôi nhà ở xa thị trấn và nhất là không có bạn bè để chơi cùng khiến cậu nhóc trở nên cô đơn và buồn chán. Đã vậy, xung quanh cậu chỉ toàn những người kỳ lạ, như một anh lính gương mặt lúc nào cũng tỏ ra căng thẳng nghiêm nghị, hay một bác vận chuyển rau cho gia đình lén mặc một bộ đồ ngủ pyjama bên trong. Từ ô cửa sổ phòng, cậu nhìn thấy ở đằng xa có một trang trại với những người mặc đồ ngủ sọc giống ông bác ấy. Cậu đã hỏi mẹ rằng vì sao ở đây lại có nhiều người kỳ lạ như vậy, điển hình như ông bác để lộ chiếc quần ngủ sọc kia. Nhìn thấy điều đó, người mẹ tỏ ra có chút không vui và lo lắng. Cả người mẹ và Bruno đều không hề hay biết thực ra đó là một trại tập trung các tù nhân Do Thái. Cô hoàn toàn thơ ngây trước sự thật về những gì chồng mình đang làm. Hôm ấy, Bruno đến hỏi bố về việc cậu đã nhìn thấy một trang trại phía sau ô cửa sổ và những người nông dân cùng những đứa trẻ giống hệt cậu. Nhưng tại sao họ lại mặc bộ đồ ngủ sọc trong lúc làm việc? Và câu trả lời cậu nhận được chính là họ không phải con người giống chúng ta. Nỗi khao khát được chơi đùa cùng các bạn cũng vụt tắt vì cậu bị cấm không được chơi cùng lũ trẻ khác người đó. Còn người mẹ vốn không muốn các con mình dính líu hay tiếp cận những điều xấu xa xảy ra lúc chiến tranh. Ông bố đã nghĩ khoảng cách giữa ngôi nhà và nhà tù giam giữ những người Do Thái cách rất xa, không ngờ lại để Bruno nhìn thấy. Có lẽ người tính cũng không bằng trời tính. Trẻ con vốn rất tò mò về những điều mập mờ xung quanh chúng, và với một đứa trẻ thích đọc sách phiêu lưu thám hiểm như Bruno thì trang trại phía sau cửa sổ ấy là một nơi rất thú vị. Đã bao lần cậu muốn trải nghiệm một cuộc phiêu lưu như trong những quyển sách cậu từng đọc, nhưng bao lần đều bị mẹ phát hiện và ngăn cấm. Trang trại ấy là vùng đất cấm mà cả bố lẫn mẹ đều không muốn Bruno đến gần, vì vậy cậu sẽ không còn cơ hội được chơi cùng những đứa trẻ ở đó nữa. Nghĩ lại nơi này thật chán và tẻ nhạt, Bruno bày tỏ với bố cậu rất nhớ trường học. Để an toàn, bố sẽ thuê hẳn gia sư đến nhà để dạy học cho hai chị em cậu. Thế là một cơ hội nữa lại vụt tắt, cậu gần như bị cách ly với xã hội bên ngoài. Ngôi nhà này chẳng khác gì một nhà tù cầm chân cậu. Những buổi học tẻ nhạt với quyển sách lịch sử chiến tranh dày cộm khiến cậu càng chán ghét việc học. Cũng may có thuộc hạ của bố là trung úy Kotler đã giúp cậu làm một chiếc xích đu chơi cho đỡ buồn. Trong lúc chơi, cậu vô tình bị ngã chảy máu rất đau. Lúc đó, người giúp mang cậu về và băng bó vết thương lại chính là bác nông dân mặc bộ đồ ngủ sọc. Ông ấy có vẻ rất thân thiện và không hề đáng sợ như những gì bố nói, ngoại trừ bộ đồ ông đang mặc. Trước đây, khi chưa bị bắt làm tù binh, ông đã từng là một bác sĩ thực tập. Cả ước mơ và tương lai trước mặt bỗng chốc sụp đổ, biến ông thành một nông dân. Sau khi băng bó vết thương cho Bruno xong, người mẹ cũng vừa về tới. Thật may là bà đã dành cho ông một lời cảm ơn. Ông vẫn thế, vẫn im lặng ngồi gột từng củ khoai tây trong căn bếp của lính Đức quốc xã. Và có lẽ ông là người bạn Do Thái đầu tiên của Bruno. Sau tiết học lịch sử chán ngắt về tư tưởng bài xích người Do Thái và ủng hộ chế độ phát xít, máu thám hiểm của Bruno lại nổi lên. Hôm ấy, cậu đã cả gan lén chui ra khỏi nhà kho và chạy mực mạch ra ngoài. Chuyến phiêu lưu của Bruno cuối cùng cũng thành công đưa cậu đến bên ngoài trang trại mà cậu vẫn thường nhìn qua ô cửa sổ. Rồi cậu nhìn thấy một cậu bé cũng mặc bộ đồ ngủ sọc phía sau lớp hàng rào kẽ gai của trang trại. Hai đứa trẻ nhanh chóng bắt chuyện làm quen với nhau. Cậu bé tù nhân kia tên là Samuel, một cái tên rất lạ lẫm đối với Bruno. Cậu ta giới thiệu mình ở đây để xây nhà gỗ cùng những người khác. Điều đó khiến Bruno nghĩ rằng bên trong chắc hẳn là rất vui. Họ được chơi cùng nhau, còn cậu thì chỉ có một mình, thật không công bằng. Bất chợt tiếng còi tập trung vang lên, Samuel buộc phải trở lại làm việc. Bruno hứa sẽ lại đến tìm Samuel để chơi đùa cùng nhau. Cậu đứng nhìn người bạn nhỏ nhắn trong bộ đồ khác người đẩy chiếc xe vào trong thật lâu rồi mới quay về. Hôm sau khi cậu xuống hầm tìm lại quả bóng đồ chơi của mình, cậu bàng hoàng phát hiện ra toàn bộ búp bê của chị gái đều bị vứt bỏ vào đây. Bruno ngỡ ngàng vì sự thay đổi của chị. Căn phòng cô ấy không còn đồ chơi hay búp bê nữa mà thay vào đó là những tờ áp phích chính trị và chân dung của Hitler. Hóa ra sự thay đổi ấy là do trong quá trình sinh sống ở đây chị đã vô tình phát sinh tình cảm với trung úy Kotler, thuộc hạ của bố. Có lẽ hai chị em họ đều cô đơn giống nhau, nhưng sự đón nhận của mỗi người lại khác nhau. Cuối cùng thì Bruno cũng đã tìm thấy một người bạn đồng trang lứa với mình.
Tuy nhiên không phải lúc nào Samuel cũng có mặt ở trang trại. Đã có lần Bruno mang theo sô-cô-la đến định mời Samuel nhưng không thể gặp được cậu ấy. Nhân một cơ hội khác khi bố mẹ đi vắng, cậu lại lén đến trang trại và lần này đã gặp được Samuel. Hai đứa trẻ 8 tuổi ngây ngô không hay biết gì về bản chất thực sự của chiến tranh là gì. Bên trong trang trại ấy là sự thật kinh hoàng đến giường nào. Mọi thứ ở đây đều khiến Bruno cảm thấy lạ lẫm, từ bộ đồ ngủ sọc cho đến cột khói đen nghi ngút bốc lên mùi hôi thối khó chịu bên trong trang trại. Samuel nói rằng những người lính ở đây đều bị lấy hết quần áo và bắt buộc phải mặc bộ đồ ngủ này. Nghĩ thật may vì cha của Bruno cũng là lính và ông ấy là một người tốt, ông sẽ chẳng bao giờ vô cớ lấy hết quần áo của người khác đâu. Nhiệm vụ của cha chỉ là làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn mà thôi, còn cột khói kia đang đốt cái gì thì Samuel không rõ vì cậu cũng bị cấm đến đó. Bất chợt Bruno rủ Samuel đến nhà mình chơi, lúc đó cậu mới biết ranh giới của người bạn ấy chính là chiếc hàng rào kẽ gai này. Nó không dùng để ngăn chặn thú dữ mà lại dùng để ngăn cấm con người rời khỏi đây. Vì sao lại có chuyện ngược đời như thế? Samuel cũng không hiểu vì sao chỉ biết mọi người nói bởi vì cậu là người Do Thái nên cậu phải bị đối xử như vậy. Câu trả lời đó chưa đủ thỏa mãn về tính tò mò của Bruno. Cậu đã hỏi thầy giáo của mình về người Do Thái là như thế nào. Qua lời kể của thầy thì người Do Thái thật sự rất độc ác. Nếu ai tìm được một người Do Thái tốt thì người đó sẽ là một nhà thám hiểm vĩ đại. Có lẽ lúc này Bruno đã vạch sẵn trong đầu một kế hoạch để có thể trở thành nhà thám hiểm vĩ đại ấy. Cột khói bên trong trang trại dường như càng hoạt động nhiều hơn trước. Mẹ của Bruno nhìn thấy nó và bồn chồn lo lắng. Sau khi Cotler gián tiếp để lộ ra nguyên nhân mùi hôi bốc lên từ ống khói của trại là do họ thiêu xác các tù nhân Do Thái, người mẹ đã chính thức hiểu về nhiệm vụ của chồng mình ở đây. Hai vợ chồng sinh ra mâu thuẫn và những cuộc cãi nhau liên tục tiếp diễn. Bữa tối hôm đó trong bữa tiệc mừng ông nội của Bruno đến chơi, Cotler miễn cưỡng thừa nhận rằng cha anh đã bỏ nhà sang thị sĩ. Bố Bruno tỏ ra không hài lòng về cấp dưới của mình. Lẽ ra anh phải thông báo cho chính quyền về việc cha anh phản đối chế độ. Đang bất mặt thì bác tù nhân đến và vô tình làm đổ ly rượu. Cotler lấy đó làm cái cớ để trút giận lên ông ấy điên cuồng ra tay đánh ông đến chết chỉ vì làm đổ ly rượu. Một hôm Bruno không ngờ rằng lời mời Samuel đến nhà chơi lại trở thành sự thật. Hóa ra gia đình cậu cần người có bàn tay nhỏ nhắn để có thể lau chùi. Bruno vui vẻ mời cậu chút bánh. Hai đứa trẻ đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì Cotler bất ngờ đi vào. Anh ta tức giận vì Samuel dám nói chuyện với Bruno đã vậy còn ăn cắp thức ăn. Samuel giải thích rằng chiếc bánh này là được Bruno cho. Nhưng vì quá hoảng sợ, Bruno đã chối rằng không hề quen biết gì cậu bé kia cả. Câu trả lời hoàn toàn khiến Cotler hài lòng. Tuy nhiên khi trở về phòng, Bruno lại không cảm thấy vui vẻ gì. Trái lại còn thấy vô cùng cắn rứt vì phản bội lại tình bạn. Cậu nhanh chóng quay trở lại phòng bếp nhưng người đang lau cốc đã không còn là Samuel. Vài ngày sau, cậu vô tình xem trộm được một đoạn phim về việc mà bố cậu đang làm. Trại tập trung người Do Thái là một nơi nghỉ dưỡng vô cùng lý tưởng. Những người Do Thái ở đây đều được tự do hoạt động. Họ được chơi thể thao, thậm chí còn có cả quán cà phê và các buổi hòa nhạc. Bruno hoàn toàn tin tưởng và hãnh diện về những gì bố đang làm. Ông thật sự khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó, ngày nào Bruno cũng đến hàng rào để tìm Samuel nhưng không gặp được cậu ấy. Sau nhiều ngày biến mất, Samuel xuất hiện trở lại với một bên mắt thâm tím, có lẽ là do Cotler gây ra. Bruno xin lỗi Samuel một cách chân thành và được cậu ấy tha thứ. Hai đứa trẻ làm lành với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất chợt một hôm, cả nhà cậu nhận được tin bà nội Bruno đã qua đời vì bị đánh bom. Bố nói với Bruno và Gretel rằng hai chị em sẽ cùng mẹ đến ở với một người họ hàng vì ở đó an toàn hơn. Biết mình sắp rời khỏi đây nên buổi sáng đó, cậu đã lén xin mẹ cho ra chơi ở Xích Đu một lúc trước khi chuyển đi. Mục đích là để đến tìm Samuel. Trên tay cậu cầm theo một chiếc xẻng chạy thật nhanh đến trang trại. Vừa đến nơi, Samuel đã đứng đó đợi sẵn. Cậu bé bất chợt lột bỏ một bộ đồ ngủ bên ngoài. Hóa ra bọn trẻ đã lên kế hoạch để đưa Bruno vào trong trại. Trước khi rời khỏi đây, Bruno muốn làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm lúc trước của mình. Và cậu đã quyết tâm giúp Samuel tìm lại người cha đã mất tích nhiều ngày. Rất nhanh sau đó, Bruno đã đào xong một cái hố nhỏ dưới chân hàng rào điện và thay bộ trang phục kẻ sọc của tù nhân. Và bên trong mới thấy được nơi này không như những gì cậu từng được xem trên phim tài liệu của bố. Nơi này không có quán cà phê, cũng không ai được chơi thể thao cả. Họ chỉ là một nhóm người tuyệt vọng với bộ đồ pyjama sọc cũ xì lấm lem. Bất chợt hai đứa trẻ bị lính gác lùa đi cùng đám đông. Lúc này ở nhà mọi người đang tìm kiếm Bruno khắp nơi nhưng không thấy. Người mẹ xông vào cuộc họp của chồng để báo cho ông rằng con trai họ đã mất tích. Ông ấy bỏ cả công việc để chạy đi tìm con. Ra đến nhà kho, họ nhìn thấy chiếc bánh mì kẹp thịt đánh rơi dưới đất. Có lẽ họ đã đoán được hiện Bruno đang ở đâu. Cả nhà lập tức chạy vào khu rừng sau nhà để tìm kiếm. Họ tìm thấy quần áo mà Bruno bỏ lại bên ngoài hàng rào và bên cạnh là một chiếc hố nhỏ dẫn vào bên trong trại tập trung.
nơi mà con trai họ vẫn thường nghĩ là một trang trại xinh đẹp với nhiều trò chơi và những đứa trẻ. Người mẹ lao vào trại tìm kiếm khắp nơi, cả đội chó săn cũng được cử đến để tìm con trai của lính Đức Quốc xã trong phòng thay đồ của trại giam tù binh người Do Thái. Hai đứa trẻ và các tù nhân được yêu cầu cởi bỏ trang phục để đi tắm. Họ bị dồn vào một phòng hơi ngạt và không hề biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Khi một người lính đổ các viên thuốc trừ sâu vào bên trong phòng, các tù nhân kêu la vì hoảng loạn, còn Bruno và Samuel nắm chặt lấy tay nhau. Người bố nhận ra rằng các tù nhân đang bị đầu độc khí bên trong phòng hơi. Ông gào lên tên con trai mình trong tuyệt vọng. Nghe thấy thế, người mẹ cũng ngã gục xuống bên bộ quần áo của Bruno mà khóc trong đau đớn. Bộ phim kết thúc với hình ảnh cánh cửa phòng hơi đóng chặt rồi nhanh chóng yên lặng không còn một tiếng kêu la. Đồng nghĩa với việc tất cả các tù nhân bao gồm cả Bruno và Samuel đều đã chết, từ đó không ai nghe thấy tin tức gì về Bruno nữa. Bruno đã quen với một cuộc sống đủ đầy, được bảo bọc khỏi những sự thật khủng khiếp đang diễn ra ngoài kia, khỏi những công việc dã man nhân danh lòng yêu nước mà người cha cậu hằng kính trọng và tự hào đang làm cho quốc trưởng, và cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Với những mối bận tâm của một đứa trẻ thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở Bruno, cũng như không thể đòi hỏi một câu chuyện về chiến tranh thế giới thứ hai có một kết cục vẹn toàn hạnh phúc. Kết thúc phim dù thật ngỡ ngàng nhưng tôi vẫn thấy nó quá đột ngột và thiếu một cái gì đó. Lẽ ra câu chuyện nên kéo dài hơn. Cho tôi thấy những suy nghĩ và cảm nhận của một người cha phải trả giá cho cái nghiệp mình gieo bằng chính đứa con của mình. Đúng thật oái âm và chua xót cho câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.